Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị em đã quay lại với kênh của em ha. Thì hôm nay em tiếp tục quay mai tàn vườn của chị Thí ha. Mới giao lưu lần đầu với kênh, cũng mong cô chú anh chị em mình ủng hộ ha. Đây là toàn viên khu vườn của chị Thí ha. Hôm nay thì quay clip mai tàn tước cho anh chị em mình ha. Báo mã số cho anh chị em mình là 20 mã số, đo thông số kích thước cho anh chị em mình dễ giao lưu ha. Anh em mọi chi tiết thì mình mua bán mình liên hệ trực tiếp với chị Thí, số điện thoại ở tên cái tiêu đề của video em nha. Còn đây là chị Thí, em sẽ mượn chị Thí tư vấn cho anh em mình những cái cây trong clip ngày hôm nay. Chị Thí Xin chủ chào vườn các ha. anh chị ạ. Chào chị. Hôm nay em xin giới thiệu vườn mai bên em ở địa chỉ là 89 xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Bến Tre. Thì đầu tiên em xin giao lưu cái mã số 1. Dạ, mai tàng hả chị? Dạ, này mình bao cho khách là bao nhiêu cánh tới bao nhiêu cánh hả chị? À, mai tàng này là từ 6 đến 12 cánh. Dạ, 6 đến 12 cánh ha. Cây này chị nuôi được bao nhiêu năm hả chị? Cái này thì khoảng tầm mình mua về mình nuôi thường ở trong chậu, lần này là 1 năm. Dạ. Lúc trước là cây người ta trồng bự đúng sẵn rồi, rồi bự mình sẵn mới mình mua mua về. gì mình nuôi à. Dạ. Là chị đo thông số ha, cái này chuyển qua chị có ghi rồi phải không? À, cái này hôm qua chị đã đo xong hết rồi. Dạ, rồi chị đọc báo thông số. Ở đây thì nhà vườn người ta sẽ báo thông số nên người ta đo rồi anh em mình được phép kiểm tra nên anh em mình khỏi khỏi có sợ mà thông số nó bậy nha. Ra được kiểm tra hàng đúng như thông số trên clip thì anh em sẽ thanh toán tiền cho nhà vườn thôi. À, ok. Thì cái này là chiều cao của cây này là 1m17. Dạ. Tán ngang là 1m20. Hoành là 15. Cái 1m7, 117 cũng đúng rồi. Cái 1m7. Dạ. Đây cây bông dảo ha anh em. Nụ kim rất là nhiều trên cây luôn ha. Nhà vườn này em thấy nuôi rất là kỹ luôn anh em, chưa thấy nó ôm nụ nhóc hết trơn ha. Cây chất lượng cho anh em mình chơi nè. Đây, cây lá còn xanh ôm luôn, tàn toàn. Cây rất là mướt cây, sung cây. Với này em thấy nó rất là kẹo nhánh nha anh em. Quay cũng nhiều clip em thấy cái vườn này nó kẹo cành. Cành lúc mà mình cắt đôn á anh em thấy không? Nguyên cái cây nó kín ngắt luôn à. Chị quay giùm em vòng cái chị thấy. Cây mã số 1 là chị giao lưu bao nhiêu hả chị Thí? À, cây này giao lưu là 900 ngàn bao ship. Dạ, 900 ngàn bao gồm 200 km quay đầu. Dạ, bao ship 200 km ha. Còn ngoài 200 km đó mình tính sao ta? Vậy là phí phân nửa. Dạ, phụ phần ship ha. Nếu mà 200 km ở ngoài thì hơn thương lượng tí ha. Dạ. Cây rất là kẹo tàn. Chứ mà tiền nào của nấy, cái hàng chất lượng ha anh em. Đây, xương cành nó kẹo à. Cái xương ở trong đây nó rất là to luôn anh em. Tới trong đây mà nó còn có nụ. Cây mã số 1 giao lưu với anh chị em mình là giá là 900 ngàn, bao gồm phí ship là bao 200 km ha. Ngoài 200 km thì anh em mình điện vô nhà vườn tính cho anh chị em mình nha. Tàn toàn. Rồi mình đổi cây số 2 luôn. Rồi mình tiếp tục là mã số 2 nha anh em thấy không, hai người ginh cái cây nó lớn khủng lắm nha anh em. Cây này hai cái cây lớn tính để quay cuối clip nhưng mà do cái chỗ chặt cái với nó gần kế bên đó nên quay trước luôn cho anh em mình nha. Giờ nãy em nói lộn nha anh em, cái chị báo thông số lộn, cái cây mới mã số 1 vừa rồi là 1m7 nha anh em chứ không phải là 1m17 nha. Cây này rất là cao, quay xong mới nói nó sao đọc có 1m17 à. Rồi, đây là mã số 2 ha. À, cái mã số 2 này là cái chiều cao là 1m9. Dạ, 1m9. Hoành là 28. Đường kính tàn như chị. Đường kính tàn là 1m6. Dạ. Cái này giao lưu là với giá là 2,4 triệu. Dạ, 2,4 triệu. Cây này nuôi khác lô phải không chị? Cái này nuôi khác lô, này nuôi mấy mùa. Dạ. Có hai cây. Hai cây rất là to cho nên. Cây này khoảng ba người ôm nha, cái đường kính tàn của nó nha anh em. Lắm. Cây này tàn kính từ gốc tới ngọn. Cây này về anh em làm cái bồn cũng lớn lắm anh em, trồng trước cửa ha. Cây này rất là to, tại cây này nhà vườn ta trồng cũng 2-3 năm ở trên chậu rồi nha anh em. Thường chậu ha. Giá là 2,4 triệu nha anh em, cây này là mã số 2 ha. Cũng bao gồm phí ship luôn nha anh em, nhận hàng kiểm tra ha. Còn anh em mình lấy số lượng nhiều hoặc là mình chạy xuống vườn mình lấy thì mình cứ thương lượng với nhà vườn, mình điện xuống nhà vườn rồi chạy vô nhà coi cây rồi đâu đó anh em mình sẽ thương lượng với chủ vườn ha. Cây này là mã số 2 nha anh em, giá là 2,4 triệu ha. Tàn lớn quá lớn. Rồi đổi cây cây số 3 em. Này luôn, này quá luôn. Lên khủng. Rồi, tiếp tục là mã số 3 nha anh em. Cũng là một cái cây rất là lớn ha.
có hai cây này là lớn nhất trong bầy thôi nha anh em. Hai cây này tại chặt chỗ nên quay nó trước, tính để quay cuối clip nhưng mà chặt chỗ mình quay trước luôn. Đó, cái mã đọc này là cái mã số 3 này là chiều cao là 2m3. Hoành là 27. Tán ngang là 1m7. Hai cây này vô cặp cũng là ná ha. Cái này giao lưu với các anh chị là 2.8 triệu. Dạ, 2.8 triệu. Cây này thông đẹp quá. Tàn kính ngắt luôn anh em. Chị quay đại đi. Tàn không có tống chỗ nào hết nha anh em. Tại vì cây này cũng 2-3 mùa rồi ha. Tàn kính 100% cho anh em mình chơi. Về anh em mình làm cái bồn bự cao lên, anh em mình chơi luôn trồng tới cửa nhà, anh em mình chơi quanh năm được. Cây này cốt cành xỉa tiền đều ha. Tàn nó kính nè. Cái xương đẹp, xương sạch cây. 2.8 triệu nha anh em. Cặp này ha, cặp này anh em mình có lấy được cặp chơi rất là ngon ha. Về mình làm cặp trồng trước cửa chơi. Giao lưu với mã số 3 là giá là 2.8 triệu nha anh em. Cũng đã bao gồm phí ship cho anh chị em mình rồi nha. Có cặp này là to nhất trong vườn thôi. Kính tàn đẹp quá, đẹp mà. Không có bị lép chỗ nào hết nha. Đổi mã số 4 giùm em luôn. Rồi, tiếp tục là mã số 4 nha anh em. Thấy cái loại nhỏ hơn tí ha. Cái này thì mã nhỏ hơn hai cây bự vừa rồi nha. Mã số 4 này là hoành 23. Chiều cao là 1m79. Tán ngang là 1m6. Bông, bông ở đây thì nhà vườn bao cho anh chị em mình là từ 6 cánh cho đến 12 cánh nha anh em. Mai tàn. Mai zin nguyên thủy ha. Cái lá cây này, lá này bự ghê. Mấy cái này thì nhà vườn chơi Tết năm nay hết nha anh em. Chưa hết nó đã ôm nụ kim nhiều, rất là nhiều trên cây ha. Có nụ kim cho anh chị em mình hết rồi. Cái này về anh em mình trồng bồn, thay chậu cũng được, mình vẫn chơi được bình thường hết nha. Nó đã ôm nụ kim hết rồi. Nụ rất là nhiều luôn anh em, mấy mai tàn. Đây, chị quay giùm em vòng. Nè, xương rất là đều ha anh em, xương nó không có bị tống chỗ nào hết ha. Cái này giao luôn nhiêu hả chị? Cái này là giao luôn 1 triệu một cây. Dạ, giá là 1 triệu ha, cũng là bao ship cho anh chị em mình luôn. Cây mã này là mã số 4 nha anh em, 1 triệu ha. Rồi, đổi cây số 5 giùm em. Rồi, tiếp tục là mã số 5 nha anh em. Vẫn là mai tàn ha, mai zin nguyên thủy 6 đến 12 cánh. Cây này cũ rất là to, cây này về anh em mình khai thác cũ được nữa nè. Đa số mai và mai tàn nguyên thủy này nhà vườn mua về người ta không có môi đế đâu. Về anh em mình sẽ môi đế sau ha. Nhưng mà mấy cái cây có củ thì anh em mình môi nó sẽ đẹp hơn. Rồi, chị đọc thông số giùm em chị. À, cái cây này thì chiều cao của nó là 1m92, tàn là 1m35, hoành 24. Đường kính tàn cập chưa? Có đó đường kính chưa? Rồi. Đây, cái củ này về anh em môi ra rất là đẹp ha, cái củ. Ở dưới đây nó còn rất là sâu ha, sâu khoảng tấc ngoài, anh em về cứ moi ra cho nó lòi cái chân đế của mình ra ha. Đây, cây rất là già cây. Nụ kim, mấy cây này giờ năm nay nụ ghê hồn luôn nè anh em. Chưa hết là nó đã ôm nụ kim hết như thế này cho anh em mình về chơi Tết rồi. Mai tàn này thì nó rất là dễ chơi. Đó, chị quay giùm em vòng luôn chị. Tàn kính nguyên cây nha. Lô hôm nay quay rất là đẹp, điều cây. Cây mã số 5 thì chị giao lưu bao nhiêu luôn hả chị? À, cái này để giá là 1 triệu mốt. Dạ, 1 triệu mốt ha. Cây mã số 5, 1 triệu mốt nha anh em. Đây, chất lượng cây thì nó sẽ đi kèm theo cái giá tiền thôi. Hàng ngon ha. Nụ kim nụ quá chừng. Này mà nó có nụ gì hết trơn vậy nè. Cái hàng này về anh em mình chơi thoải mái. Giá là 1 triệu mốt bao gồm phí ship. Khi mà gửi hàng thì nhà vườn người ta sẽ bó rút nhánh lại, ta quấn bao cho anh chị em mình ha, giống như những nhà vườn khác ta thường thường ta gửi mai tàn thì ta gửi điều như vậy hết cho anh em mình nha. Cái này là mã số 5 nha anh em, giá là 1 triệu mốt ha. Tiếp tục là mã số 6 nha anh em. Đây mai tàn, với nhiều khi anh em mình coi trong cái điện thoại hoặc là anh em mình coi trong tivi, mình sẽ không có xác định được cái cây nó bự hay nó nhỏ ha. Anh em mình nghe thông số, cái thông số cái cây của mình nó rất là to nha anh em. À, chị báo thông số với em. À, cái này thông số là chiều cao là 1m1.
hoành là 20, tán ngang là 1m4. Báo lộn rồi đó, 2m1. Ủa, 2m1. Chiều cao là 2m1 nha anh em. 2m1. Tán ngang là 1m4, hoành eo của cây 20. Là 20 nha. Này là giao lưu với anh chị là 1,1 triệu. Dạ, 1,1 triệu nha. Chiều cao nó tới 2m1, anh em phải đứng dối tài nó mới tới được cái cây mai nha anh em. Tàn rất là tròn. Lô này lô lớn nha anh em. Đây lựa cây quay cho anh em 30-40 cây, là mình lựa quay cho anh em mình có 20 cây nên lựa những cái cây chất lượng trước cho anh em mình không hả? Tàn rồi nè, nó không có bị méo mó gì hết nha anh em. Rồi chị quay đi, quay đi. Tàn rất là tròn ha. Cây này là mã số 6 nha anh em, giá là 1,1 triệu nha. Rồi đổi cây. Tiếp tục là mã số 7 nha anh em. Vẫn là một cây cây rất là tròn, rất là đẹp ha. Thông số em luôn chị. Cái này là chiều cao 1m74, hoành 20. Tàn là tán ngang là 1m4. Dạ, rồi chị quay giùm em một vòng. Tàn rất là tròn nha anh em. Đây là lựa cây tròn rất là to cho anh em mình ha. Giá tiền bao nhiêu luôn hả chị Thiên? Cái này là bằng giá luôn là 1,1 triệu. Dạ, giá là 1,1 triệu luôn nha anh em. Cũng bao gồm phí ship cho anh em mình nha. Tàn quá đẹp. Rất là to ha. Đây, gốc cây này nè. Hoành hay hoành eo của cây là hồi nãy báo 20 phải không? Cái này về anh em mình cứ khai thác đế ra nha. Mai tàn thì ít nhà vườn nào anh em thấy không? Quay rất là nhiều clip đâu có nhà vườn nào người ta môi đế mai tàn ở đâu. Tại vì chủ yếu là tàn trồng cho nó lớn. Vì khi người ta mua về người ta không có bươi ra để cho nó nhanh phát triển anh em. Tàn rất là lớn ha. Cây này mã số 7 nha anh em. Giá cũng là 1,1 triệu bao gồm phí ship cho anh chị em mình nha. Rồi, đổi đổi cây giùm em luôn. Ok. Rồi, mã số 8 nha anh em. Này chiều cao là 1m73, hoành 21. Tàn là 1m4. Dạ. Giao lưu là 1,1 triệu luôn. Cái này thì anh em mình nhìn cái giá tiền ha, anh em mình xác định cái cây ha. Cái cây này thì rất là chất lượng cho anh chị em mình luôn. Chị quay em một vòng cái lô này, cái tàn chơi không được nha nè. Cái tàn nó kín cây ha, nó không có bị trống chỗ nào luôn nè. Anh em nhìn cho kỹ nha. Cái chất lượng cây nó rất là ok cho anh em mình chơi ha. Tàn anh em thấy không, rất là đẹp ha. Nguyên một dòng không có bị trống, bị mớp chỗ nào hết. Tàn nó rất là đẹp, nhiều nhánh. Đặc biệt thì nó ôm, đã ôm nụ kim rất là nhiều cho anh em mình luôn rồi nha. Nụ kim nó ôm trên cây rất là nhiều. Cây này giá vẫn là 1,1 triệu nha anh em. Mã số 8 ha. Vẫn là 6 đến 12 cánh marine. Rồi tiếp tục là mã số 9 nha anh em. Cái này là cao 1m9, tàn 1m4, hoành là 20. Dạ. Cái này là báo giá là 900 ngàn. Lý do? Cái này 900 ngàn nha anh em. Cái gì là tàn nó không? Tàn đẹp, bự trắng. 900 ngàn, bao gồm phí ship nha. Mã số 9 nha anh em. Tàn này khoảng 2 người rưỡi mới hết cái khung tàn này nha anh em. Mã số 9, 900. Mã số 10. Mã số 10 này cao là 1m59, tàn là 1m4, hoành là 22. Cái này báo giá là 1 triệu cây. Dạ, 1 triệu. Cái này 1 triệu nha nè. Mã số 10 là 1 triệu ha. Để chị quay cho em vòng. Rất là to, tàn đều gan. 1 triệu bao ship về tới nhà, nhận hàng kiểm tra, thanh toán đúng cây, đúng cây mình mua thì mình sẽ thanh toán tiền cho ngoài nhà vườn ha. Còn những anh em nào mà ở xa quá mà mua 5-7 cây thì nhà vườn có yêu mình cầu mình cọc thì anh em mình cứ cọc nha, không sao hết, cọc vài trăm ngàn tiền ship cho nhà vườn nha. Cây này là mã số 10 nha anh em, giá là 1 triệu ha. Tạc lớn ghê. Tiếp tục là mã số 11 nha anh em. Mã số 11 là chiều cao 2m3, hoành 26, tàn là 1m5.
hoành tới 26 luôn nha. Cái củ này rất là to nè. Cái chân đế cây này nó cũng còn nở ra. Về anh em mình môi xuống giùm em nha. Khi mà mình trồng lên bồn, lên chậu rồi, anh em mình cứ việc là môi đế ra. Tàn lớn. Cái này với ginh ra ngoài nó còn bự lắm á. Tại mình bỏ ở trong, tại cái chỗ mình chật quá đó, không đủ không gian để mình quay chỗ trống nha. Cái này giá bao nhiêu hả chị? Này giao lô giá là 1 triệu mốt. Dạ 1 triệu mốt ha. Cái này là mã 11 phải không? Mã số 11 giá là 1 triệu mốt nha nè. Phơm bự ghê bự. Rồi tiếp tục là mã số 12 nha anh em. À, cái này cây này là chiều cao 2m20. Chiều cao 2m20. Tàn là 1m4. Hoành là 23. Cái này cây này có chân cũ. Là 1 triệu mốt luôn nha. Dạ. Cái này xương, xương dậy kìa. Mai tàn thì mỗi cây đó mỗi cái mặt lá khác nhau. Cây này lá gần như lá phu tần, lá cúc tỏ hương. Nhỏ mà nó dài. Nó chỉ báo giá nhiêu? Nhiều dạ, là báo giá 1 triệu mốt luôn. Dạ 1 triệu mốt luôn nha nè. Bự quá bự không có chỗ đứng quay. Cây này là mã số 12 nha nè. Giá là 1 triệu mốt nha. Rồi tiếp luôn. Tục là mã số là 13. Cây này tàn tròn, cây này cây lùn, hơi lùn hơn mấy cây kia nhưng mà tàn rất là đẹp. Mã số 13, chiều cao là 1m6. 64, hoành là 31. Tàn là 1m6. Cái cây này có đế rất là đẹp. Chị quay giùm em vòng tàn đi, khém đưa vô quay cũ cho anh em mình xem. Tàn nó tròn, lá cái này nó dày, nó xanh lên nè. Đây, cái cũ nè, nè. Cây này cái cũ rất là to luôn. Cây này giá bao nhiêu hả chị? Giá là 1 triệu tư. Dạ, 1 triệu tư. Cây này cái cũ rất là to đây hả anh em. Ở đây người ta đo hoành cho anh em mình là tới 30 mấy? 31. 31 nha nè. Còn cái cũ dưới đây mình chưa đo, cũ này khoảng 36, 37 nha. Tại mình đo ngay chỗ chàng ghế nè, là mà cái ghế này mình không có đo. Chứ mà cắt về anh em mình có thể cắt bỏ cái ghế này lấy cái cũ lên cũng được nữa ha. Giá là 1 triệu tư, bao gồm phí ship, phí vận chuyển cho anh chị em mình nha. Cao 1m64, cái này lùn mà tàn tròn đẹp. Rồi tiếp luôn. Tiếp tục là mã 10, mười mấy? Mã 14. Mã 14. Mã này có chiều cao là 2m26, hoành là 28, tàn là 2m6. Cây này giá bao nhiêu hả chị? Cái này là giá 1 triệu 3. Dạ. Cái giá tiền thì không biết anh em muốn biết mắc hay rẻ, nhưng mà cái chất lượng cây thì anh em mình nhìn cái khung tàn cây này anh em. Để nghiêng quá tại ơi. Dạ, chị Vịnh chị quay lại đi. Cái bàn xây nó hơi nhỏ luôn hả anh em. Đây cái tàn khủng khiếp, cái tàn rất là đẹp luôn em. Đây ha. Cái tàn nó kẹo một cái á nha. Một hồi nãy chị báo giá nhiêu, triệu, triệu mấy? 1 triệu 3. 1 triệu 3. Giá tiền có 1 triệu 3 mà anh em coi cái mai nè. Cao xứng đáng 1 triệu 3 với anh em mình luôn nha. Cao là 2m26, hoành 28. Ừ. Trời ơi cái khung tàn. Cái này về anh em mình trồng cây trước cửa nhà nó mát một vùng luôn á, nó bự á. Quay về vừa thôi, quay về vừa thôi. Nó yếu, quay nhanh quá. Chân cành lùng với sát đất luôn ha. Là có chân cành rồi. Tàn rồi, khủng khiếp cái tàn. Trời ơi cái tàn. Cây này về làm cái bồn cao ngang ngực khoảng 1 mét. Đường kính bồn cũng khoảng 1 mét. Và anh em đặt xuống cái cây nhìn, anh em ra nhìn cái cây hoài luôn. Cái tàn nuôi rất là đẹp. Thì đây cây tuyển ra tới 30-40 mấy cây mà quay cho anh em mình có 20 cây thôi, lựa 20 cây đẹp tặng quay trước cho anh chị em mình. Mấy cây lựa mấy cây tàn tròn chất lượng cho anh em mình. Cây này là mã 14 nha anh em. Rồi tiếp tục là mã số 15 nha anh em. Cây 14 mới quay ha. Còn nó bự.
cây 15 ở đây. Cây này tàn y như cây đào luôn em. Tàn tất cả các nhánh nó đều xổm lên hết ha. Cây ngọn nó cũng xổm lên luôn. Cây này tàn y như cây đào. Qua tại cái thùng. Đọc con số mẹ em luôn. Cái này là chiều cao 1m68. Hoành là 28, tàn là 1m8. Giá bao nhiêu hết chị? Cái này là giá 1,6 triệu. Cái này là tàn bàn. Cái tàn nó bự. Anh em coi nó sợ xổm nhánh nó xổm lên đều gan luôn nè. Từ tông ra ngoài nó đều xổm có một kiểu một thôi. Cái dàn xương ở trong anh em coi đẹp cực kỳ đẹp luôn. Qua trời nhánh luôn. Cây này trồng nó mau nở cũ nở nhánh lắm. Nhánh nó đều. Ở trên không có bị lép bị móp gì hết. Cái chừng này nè, cái chừng nhánh nó rất là nhiều, trồng nó lớn nứt da luôn anh em. Anh em lấy mấy cây này về anh em lên bồn anh em trồng. Khoảng 3 năm nó bắt đất, cái 3 năm là nó bự khủng. Xương quá đẹp. Một triệu sáu, mã số 15 nha anh em. Này chắc khoảng 4 người ôm. Rồi đổi kem em. Cái này 4 người ôm chưa hết bộ tạng. Quá trời cái trời. Mười sáu. Tổng thể cây ha. Rồi báo hồng số em luôn chị. Cái này là cao 2m, tàn là 1m4, hoành là 28. Giá tiền luôn chị. Cái này giá là 1,1 triệu. Dạ, giá là 1,1 triệu ha. Đẹp quá trời đẹp. Giá là 1,1 triệu nha nè. Cây này là mã số 16 nha. Tiếp tục là mã số 17 nha nè. À, mã số 17 này có chiều cao là 2m36, hoành là 21, tàn là 1m50. Cao tới 2m36 lần nha anh em, cao một khúc rồi đấy ha. Tàn kẹo ha. Này đúng là bán mày tàn luôn nè. Cái tàn gì đâu mà khủng khiếp. Cái này giá bao nhiêu hả chị? Cái này giá là 1,2 triệu. Dạ 1,2 triệu bao gồm phí ship ha. Tàn lớn ghê. Nó cao cây này sớm chắc cao nhất bầy quá. Cao tới 2m36 lần nha nè. Cây này là mã số là 17. Là mã số là 18 nha anh em. À, thông số giùm em luôn. Cái này là chiều cao 2m13, tàn là 1m2, hoành là 22. Giá bao nhiêu luôn hả chị? Cái này giao lưu với giá 1,1 triệu. Dạ 1,1 triệu luôn ha. Quay ở đây tất cả các cây sớm nhà quay là báo cho anh em mình là bao bông cho anh em mình là từ 6 cho đến 12 cánh nha anh em. Bông dảo ha, bông già mùa, cây già mùa. Cái tàn khủng khiếp sớm nhà quay anh em cũng thấy trên clip rồi ha. Cái này là mã số 18 nha anh em. Giá là 1,1 triệu ha. Tiếp tục là mã số 19. À, mã này có chiều cao là 1m84, hoành là 28. Tàn là 1m45. Giá bao nhiêu luôn chị? Này giao lưu với giá 1,1 triệu luôn. Dạ. Tàn rất là tròn nha nè. Nguyên cái lô này là quay không có cây nào tàn méo hết. Cây nào cũng một dung tàn, toàn quay hết ha. Mã này là mã 19 nha, 1,1 triệu nha anh em. Mã số 20 cũng là mã số cuối cùng trong clip ngày hôm nay luôn nha anh em.
Mã số này có chiều cao là 1m9, tàn là 1m2, hoành là 25, báo giá là 900.000 cây. Dạ, 900.000. Cây mã cuối này 900 luôn ha nè. Cây này cái ôm nụ kim rất là nhiều trên cây này các bạn ơi. Đa số cái lô nụ rất là đạt, về nụ tàn rất là ok cho anh em mình chơi ha. Ôm đều nụ kim hết cho anh em, chỗ nào cũng có nụ hết ha. Giá là 900.000, mã số 20, mã số cuối cùng luôn nha anh em. Rồi thì qua báo cho anh chị em mình là 20 mã số rồi ha, trong đó có cây 2 triệu 3, 2 triệu 4 gì đó, với 2 triệu 8, cặp lớn này nè anh em, lớn nhất trong vườn này ha, có cặp này. Rồi mấy cây nhỏ nhỏ thì anh em cũng đã nắm clip, anh em mình coi clip mình thích cái mã nào, anh em mình sẽ liên hệ trực tiếp số điện thoại trên cái tiêu đề để anh em mình gặp chủ vườn giùm em ha, mình thương lượng, hoặc là anh em mình có thể là chạy xuống tới vườn ha, để gặp chủ vườn để mình trao đổi, mình giao lưu nha. Rồi cũng cảm ơn cô chú anh chị em mình đã xem và ủng hộ trong thời gian qua thì một lần nữa rất là nhiều.